Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay sáng thứ Năm, 7 tháng 6 năm 2018. Tính với chương trình của Morning Washington DC gồm có phần 1 là tin quan trọng, kế đến là IV News với Minh Thúy. Phần 2 của Good Morning Washington DC là phần tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tổng thống Trump đặt mục tiêu thành công cho hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba về hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn dự tính tổ chức vào thứ Ba tuần tới tại Singapore. Ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ thành công tốt đẹp. Ông cho biết quan hệ hai nước đã được củng cố rất nhiều qua các cuộc đàm phán trước thêm hội nghị thượng đỉnh. Ông nói chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra những ngày sắp tới rất quan trọng. Trước đó, Rò Bạch Ốc đã ra thông báo cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Sentosa được xem là một trong những địa điểm an ninh tốt nhất để tổ chức hội nghị. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather North cho biết hôm thứ Ba, Hoa Kỳ sẽ không chỉ trả tiền phòng và các chi phí liên quan đến hội nghị thượng đỉnh của các đại biểu Bắc Hàn, do đó có thể phái đoàn bắt hàng sẽ phải gánh chịu một khoản chi phí khá cao khi lưu lại đây. Trung Cộng đề nghị mua 70 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Hoa Kỳ. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin trên một bàn đàm phán thương mại, Trung Cộng đã đưa ra đề nghị mới. Tờ Wall Street Journal cho biết Bắc Kinh đã đề nghị mua gần 70 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Hoa Kỳ. Đổi lại, Trung cộng muốn Washington từ bỏ chính sách quan thuế mới lên các mặt hàng nhập cảnh từ Trung cộng. Đề nghị được đưa ra khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross gặp Lưu Hạc, Phó Thủ tướng Trung cộng tại Bắc Kinh vào cuối tuần. Bắc Kinh cho rằng đây là giải pháp khả thi nhất để giải quyết lượng thâm hụt thương mại gần 200 tỷ Mỹ kim của Hoa Kỳ cho Trung cộng. Bắc Kinh cho biết đề nghị này sẽ được hoãn lại nếu Washington đánh thuế. 50 tỷ Mỹ Kim lên các hàng hóa Trung Cộng. Hoa Kỳ cho biết việc đánh thuế lên các mặt hàng Trung Cộng nhằm trừng phạt các vi phạm sở hữu trí tệ của nước này. Cố vấn Tòa Bạch Ốc Kelly Sadler bị sa thải, một phụ tá của West Wing cánh tay Tòa Bạch Ốc, người đã sỉ nhục thượng nghị sĩ cho McCain, đang bị bệnh nặng trong một cuộc họp kín vào tháng trước đã bị sa thải khỏi Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Ralph Charles nói, Kelly Sattler không còn làm việc trong văn phòng hành pháp của Tổng thống nữa. Tháng trước, bà Sattler đã nói với các đồng nghiệp nên bỏ qua ý kiến của Thượng nghị sĩ John McCain trong việc bổ nhiệm ứng viên vị trí giám đốc CIA của Tổng thống Donald Trump vì ông đang chết trên giường bệnh. Lời nói của bà đã nhận phải một loạt chỉ trích. Chính quyền Tổng thống Trump đã từ chối công khai xin lỗi Tổng thống Trump đã yêu cầu các nhân viên phải dự kín chuyện trước báo chí. Thượng nghị sĩ John McCain năm nay đã 81 tuổi. Ông được chuẩn đoán bị ung thư não hồi tháng 7 năm ngoái. Bà Sattler đã xin lỗi gia đình ông John McCain. Nhưng con gái ông đã yêu cầu bà phải xin lỗi công khai trước công chúng. Sự ra đi của bà Sattler được CNN đưa tin đầu tiên. Quân đội Bắc Hàn có thể hưởng lợi nếu ông Kim cam kết phi hạt nhân hóa với Bắc Hàn. Ông Kim có ý định từ bỏ hạt nhân và sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ là một dấu hiệu tốt cho các tướng lãnh quân đội của ông. Hiện không ai biết ông Kim sẽ làm gì với quân đội của mình để xây dựng an ninh trên bán đảo Triều Tiên qua đàm phán với Washington. Điều đó sẽ rõ ràng hơn sau hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn khi ông Kim cùng tổng thống donald trump ngồi xuống thương thuyết vào tuần tới tại singapore tuy nhiên rõ ràng rằng ông kim không thể duy trì quyền lực nếu không có quân đội trung thành với ông do đó chiến lược đàm phán của ông với tổng thống trump có thể sẽ bị quân đội ảnh hưởng bằng các lợi ích của họ song song với việc chế tạo hạt nhân và hỏa tiễn quân đội nhân dân bắc hàn cũng tham gia vào phát triển kinh tế như trồng nấm táo điều hành hãng hàng không quốc gia và bán tài nguyên khoáng sản của đất nước do vậy họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu ông kim thành công trong cuộc đàm phán với tổng thống trump làm giảm bớt các lệnh trừng phạt quốc tế và nhận được các khoản trợ cấp của các nước láng giềng giàu có